Afghanistan và Syria rút lui khỏi bóng đá nam ở ASEAN 19. Tuyển Olympic Afghanistan và Syria đã rút lui khỏi môn bóng đá nam ở ASEAN 19. Điều này giúp tăng cơ hội đi tiếp của Olympic Việt Nam. Chỉ một ngày nữa là ASEAN 19 sẽ khởi tranh môn bóng đá nam. Nhưng tuyển Olympic Afghanistan và Syria đã đồng loạt tuyên bố rút lui vào giờ chót. Điều này đồng nghĩa bảng C chỉ còn hai đội là Uzbekistan và Hồng Kông. Theo lịch thi đấu trước đây, các đội sẽ phải đá vòng tròn để tính điểm. Nhưng do bảng C chỉ còn hai đội nên Uzbekistan và Hồng Kông sẽ phải đá với nhau hai trận vào ngày 22 và 25 tháng 9 để xác định đội đầu bảng. Còn hai đội đều đã chính thức giành vé đi tiếp dù chưa thi đấu. Việc bảng C chỉ còn hai đội cũng tác động rất nhiều đến các bảng đấu khác. Cụ thể ở bảng B, đội tuyển Olympic Việt Nam nằm chung bảng với các đối thủ rất mạnh như Saudi Arabia, Iran và Mông Cổ. Khả năng giành hai vị trí đầu để đoạt vé trực tiếp của Việt Nam không cao. Nhưng chúng ta có thể nhắm đến suất vé vớt dành cho bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Nếu có thể gây bất ngờ trước Saudi Arabia hoặc Iran thì khả năng giành vé của Việt Nam còn cao hơn nữa. Môn bóng đá nam ở ASEAN 19 có 21 đội tham dự, chia làm 6 bảng đấu. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội, bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vớt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ news. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.